Ta làm câu có mã số là 753. Câu 4 dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt mắc nhãn gồm có HCl, H2S4, BaCl2 và NaOH. Chỉ dùng thêm một thuốc thử là quỳ thím, làm thế nào để nhận biết các dung dịch trên? Rồi, ở đây chúng ta có cái sơ đồ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ cho nó một cái bảng, bây giờ. Dựa vào cái bảng này thì đây gọi là cái bảng nhận biết. Lưu ý là cái bảng này là quyết định là chúng ta thành công hay thất bại đây. Ok, tương đối là như vậy nha. Rồi. Như vậy trong này người ta cho chúng ta là bốn hóa chất. Đây, bốn hóa chất. Rồi. Ở đây người ta cho chúng ta các hóa chất lần lượt đó là HCl. Tiếp tục H2S4, BaCl2 và NaOH. HCl chúng ta là một axit, H2S4 là một axit, BaCl2 là muối, còn NaOH chúng ta là một bazơ. Như vậy để nhận biết axit, bazơ và muối, từ đây chúng ta sẽ dùng quỳ tím. Và để yêu cầu dùng quỳ tím thì chắc chắn chúng ta phải dùng quỳ tím rồi. Quỳ tím. HCl chúng ta là một axit thì làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. H2S4 là một axit thì làm quỳ tím hóa đỏ. BaCl2 thì không đổi màu quỳ tím. Còn NaOH là làm quỳ tím hóa xanh. Như vậy, nếu mình dùng quỳ tím thì mình đã nhận biết được hai chất. Đó là gì? Đó là BaCl2 vì không đổi màu quỳ tím. Cái thứ hai là nhận biết được NaOH vì làm quỳ tím hóa xanh. Còn HCl và H2S4, cả hai chất này đều là quỳ tím hóa đỏ, do đó chưa có thể nhận biết được. Ở đây mình nhận thấy là trong hai axit này, các đặc điểm giống nhau đều là hydro đứng đầu, khác nhau ở chỗ gốc axit. HCl là có gốc axit là clo, H2S4 có gốc axit là S4. Ở đây em dùng triết lý đó là S4 chúng ta kết tụ khi gặp Ba và chì, còn clo chúng ta kết tụ khi gặp bạc và chì. Như vậy trong trường hợp này, người ta kêu là chúng ta chỉ được dùng thêm thuốc thử là quỳ tím thôi. Nhờ. Nếu dùng thêm thuốc thử là quỳ tím thì hiện tại ở đây chúng ta sẽ tận dụng hóa chất đã nhận biết trước đó, đó là BaCl2 và NaOH. Nếu mà mình dùng NaOH á, thử nha, thử dùng NaOH nha. Nếu không được thì chúng ta loại đi. NaOH á thì HCl tác dụng với NaOH để tạo thành NaCl cộng cho H2O. Thằng này là gì? Nó tạo ra dung dịch, nhưng mà dung dịch này không có hiện tượng để nhận biết vì tan hết. Tương tự của bên này nó sẽ tạo thành Na2S4 cộng cho H2O. Được chưa? Ở trong trường hợp này cũng không hiện tượng. Như vậy trong trường hợp dùng NaOH của chúng ta là được loại bỏ. Được chưa? Như vậy á, NaOH loại bỏ thì chúng ta còn lại hóa chất đó là gì? Đó là dùng BaCl2. Nghe thầy nói lại nha. Khi người ta yêu cầu chúng ta là dùng một thuốc thử, nghe kỹ. Khi người ta yêu cầu chúng ta là dùng một thuốc thử thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta dùng thuốc thử là quỳ tím để nhận biết thì chúng ta tách thành chúng ta nhận biết được muối và bazơ, còn hai axit không nhận biết được. Sau đó mình tận dụng hóa chất đã nhận biết trước đó, có thể dùng NaOH, nhưng dùng NaOH thì sao? Thì hai cái đều không hiện tượng. Như vậy buộc ở đây chúng ta sẽ dùng chất còn lại là BaCl2. BaCl2 và HCl là bà con bê má clo, do đó thằng này là không phản ứng. Còn BaCl2 và H2S4 thì tác dụng được với nhau, bởi vì bari kết hợp được với SO4. SO4 là tụ trắng. Cộng cho H kết hợp với CL là tạo thành HCl. Được chưa? Như vậy thằng này nhận biết được H2S4 vì tụ trắng, còn nhận biết được HCl vì không hiện tượng. Như vậy bài toán tới đây là chúng ta đã nhận biết được. Được chưa? Như vậy dựa vào sơ đồ này thì chúng ta sẽ ghi chuyển thành một cái lời như sau. Đây, bài tập nhận biết của chúng ta có lời như sau. Chúng ta ghi này. Đầu tiên dấu cộng em ghi ra đây. Đó là trích mỗi dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm. Trích mỗi dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm. Rồi. Đầu tiên em sẽ là gì? Rồi, chúng ta sẽ là gì? Nhỏ mỗi dung cho quỳ tím vào 4 dung dịch. Được chưa? Cho quỳ tím vào 4 dung dịch. Cho quỳ tím vào 4 dung dịch.
Chỗ cộng đầu tiên. Hai dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là HCl và H2SO4. Hai dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. Là HCl và H2SO4. Tiếp tục. Dung dịch không đổi màu quỳ tím là BaCl2. Thì ghi tắt dung dịch nha. Không đổi màu quỳ tím. Là BaCl2. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là NaOH. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải nhận biết hai axit đúng không? Đấy. Như vậy dấu cộng tiếp theo của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta sẽ là dùng dung dịch BaCl2 đã nhận biết ở trên để nhận biết hai axit. Chúng ta ghi dùng dung dịch BaCl2 đã nhận biết ở trên. Đã nhận biết từ ký tắc nhận biết nha, ở trên. Để nhận biết hai axit. Để nhận biết hai axit, chúng ta nhìn nhá. Nếu không hiện tượng là HCl và nếu tạo tụ ở trắng là H2SO4. Dấu cộng thứ nhất là dung dịch không hiện tượng. Dung dịch không hiện tượng. Là HCl. Dung dịch tạo cái tụ trắng, tạo cái tụ trắng. Là H2SO4. Và cái đó chúng ta có một phương trình duy nhất, đó là BaCl2 cộng cho H2SO4. Và chắc là bari kết hợp với SO4 đã tạo thành BaSO4, là chất cái tủ màu trắng, cộng cho H kết hợp với Cl là 2HCl. Được chưa nào? Đó, đây là toàn bộ nội dung của bài tập nhận biết. Rồi, ở đây thầy nhấn mạnh lại này, để chúng ta nhận biết tốt cái bài tập này, thầy lưu ý với thầy như sau. Đó là chúng ta, hãy nhớ thầy này, để nhận biết tốt bài tập này, thì chúng ta nhớ cho thầy đó là chúng ta sẽ dùng cái bảng để nhận biết, được chưa? Cái chất nào nhận biết rồi thì em đánh số 1, 2. Nghĩa là gì? Phía sau này chúng ta không đá động gì tới nó nữa, được chưa? Chúng ta chỉ nhận biết những chất sau này thôi, được chưa? Và cái thứ hai đó là đề cho chúng ta làm một thuốc thử, thì chúng ta dùng một thuốc thử đó chúng ta nhận biết được những hóa chất ban đầu, được chưa? Sau đó tận dụng những hóa chất đã nhận biết đi nhận biết những hóa chất còn lại, thế thôi, được chưa nào? Đó, các bạn hãy nhớ những điều mà thầy vừa nói nha.